Xin chào các bạn, hôm nay mình đang quay phim cho video ăn của kênh thu tiếng âm thanh đó các bạn, của kênh ASMR Vinh Nguyễn Thị. Thì mình để cái link ở dưới video này nha các bạn click vào qua xem, đăng ký ủng hộ giùm mình nha. Thì video này được các bạn yêu cầu là nếu mà chị có quay những cái cảnh mà không thành công, những cái cảnh chuẩn bị, những cái cảnh này gọi là hậu trường sau video của video ăn thu về âm thanh đó các bạn, thì hãy đăng lên cho các con xem rồi cho tụi em xem cho nó vui. Thì hôm nay mình chuẩn bị như thế nào mình sẽ đăng tất cả lên cho các bạn xem nha. Đó, bây giờ đang ngồi chỉnh sửa. Hôm nay thì các bạn yêu cầu mình chỉ ăn và thấy nội phần miệng trở xuống thôi, không có thấy mặt, cho nên hôm nay mình cũng phục vụ theo lời yêu cầu của các bạn, chỉ quay phần miệng và thức ăn thôi nha. Đó, mình thì đang chuẩn bị tiếp tục các bạn, chỉnh máy, sửa máy, rồi âm thanh, rồi ánh sáng, rồi cảnh ngoài sau, ngoài trước, rồi những thức ăn bày trí như thế nào cho nó đẹp chút xíu. Đó, những cái trái Việt Quất thì cứ lăn tròn từ nãy giờ, thì cũng có vài trái rơi xuống đất rồi đó. Đó, giờ đến cái máy thu. Máy thu để nghe từng tiếng rõ của âm thanh khi mình nhai, mình nuốt, rồi tất cả ha. Mà cái máy này mình muốn để trên sóng mũi một chút xíu để cho nó thu cái âm thanh ngay cái miệng mình rõ, nhưng mà để làm sao cứ tụt xuống gần tới cái miệng thôi, cho nên mình không biết giờ làm sao. Cái máy thì nặng, còn cái cần mà để cẩu cái máy lên á thì nó không có đủ sức để cẩu cái máy, cho nên mình phải ra ngoài sau, đi ra ngoài sau đó các bạn, lấy dây thép cột lên đó, cột lên chút xíu nha. Nếu mà có thêm một cái máy quay phim nữa, mình sẽ quay rõ cái cảnh mình chuẩn bị như thế nào để cho các bạn xem cho vui nha. Thì đợt sau mình sẽ đặt thêm máy quay phim. Các bạn, hôm nay thì mình sẽ ăn một loại giống như kem vậy các bạn, nhưng mà ở trong người ta làm bằng phô mai, rồi có béo, rất là béo, rồi có chút xíu chua chua nữa, rồi hương vị của tất cả những loại trái cây, rồi bọc một lớp sô-cô-la xung quanh nữa các bạn. Không biết cây kem này ăn có giòn được không, có nghe âm thanh có hay không, thì mình sẽ cho thêm Việt Quất vô nè, rồi trái nho vô nè, để mình ăn cho nó đỡ ngán nha các bạn. Đó, đang chuẩn bị, bây giờ từ nãy đến giờ chuẩn bị mà chưa đeo cái headphone vô, cắm cái headphone vô thì mình sẽ kiểm tra được tất cả những tiếng động xung quanh của mình, là có tiếng nào động như tiếng quạt máy hay là tiếng tủ lạnh hay tiếng máy giặt, thì mình sẽ đi tắt nha các bạn. Bình thường cái lỗ tai mình á, mình sẽ không nghe được những cái tiếng đó, mà mình đeo cái headphone này vô sẽ nghe rõ rõ từng chi tiết một ha. Đó, đeo vô xem sao có tiếng động gì không, rồi chỉnh sửa cái âm thanh, cái âm lượng ở trên cái máy thu như thế nào, rồi mình xem trước xem sau. Thiệt, quay video chuẩn bị cũng lâu lắm các bạn. Rồi đi đâu đây, chắc đi lấy cái dĩa đó các bạn, lấy cái dĩa chút xíu nữa mình sẽ xịt một chút xíu kem mà béo béo đó các bạn. Đó, mình chấm với trái cây ha. Chuẩn bị rất là nhiều thứ, nhưng mà ngồi vô mới nhớ các bạn, ngồi vô thì mới nhớ là mình thiếu giấy, rồi thiếu ly nước, nói chung thiếu đủ thứ hết. Ngồi vô nhìn vô trong cái màn ảnh quay phim thì mình mới biết là mình thiếu cái gì. Đó, sửa sang áo quần lại xem cho nó thẳng thớn, rồi ngồi chuẩn bị quay nè các bạn. Đó, thì hôm nay bôi cái mỏ hơi đỏ đỏ một chút xíu để nhai cho các bạn thấy rõ là cái miệng, chứ không thôi không bôi thì cái miệng sẽ cùng với cái màu trắng của cái bức tranh á, thấy cũng kỳ, cho nên hơi đỏ chút xíu nha, các bạn đừng có la đó. Thì lại chỉnh tiếp tục nữa các bạn ơi. Đó, quay phim á nó có nhiều thứ lắm, không có đơn giản. Khi mà mình làm một cái video xong rồi mình đăng lên á, là mình rất là nhiều giờ cho video, khoảng 5 đến 6 tiếng thì mới xong tất cả. Đó, đang bay nữa các bạn. Đợt trước á, bay làm sao bị đau tay, phải thoa dầu nóng. Đợt này không biết bay tiếp tục như vậy có gãy cánh nữa không. Đó, đợt này là mình đánh răng sạch sẽ rồi, đợt trước đánh răng đó. Thiệt, cái tay làm sao mà bay phải mỏi, cứ bẻ hoài các bạn ơi. Thấy ngộ ha. Tập cười, tập bay, tập chào.
tất cả những cái gì mà mình cần thiết cho video thì mình làm mấy chục lần luôn các bạn, để mình lấy những cái khúc nào mà ok nhất là mình giữ lại ha. Đó, thông cảm cho mình hơi bị dài dòng chút xíu quá chừng. Rồi làm gì đây, từ nãy giờ cứ quần tới quần lui cũng chưa xong, cũng chưa có bắt đầu quay phim được các bạn. Đó, chưa gì ngồi vô là cái máy đó nó không có khớp á, nó bị hú cho nên phải đứng lên chỉnh sửa lại, càng chỉnh thì càng hú. Giờ làm sao đây? Đó, để kem ra như vậy mà cái chỉnh chập là cái kem nó bị chảy luôn á các bạn ha. Đã vậy đã được rồi đó ha. Đó, lại chào tiếp tục bay đó. Cái này thấy nó có miệng mình thôi cho nên nhìn mình không có mắc cười lắm, mình quay hết cái mặt mình nhìn sao mình thấy mình rất là mắc cười ha, nhìn rất là hài. Lúc trước biết vậy, mới sinh ra rồi lớn lên mình đi học đóng phim hài cho rồi ha. Mình cũng thích hài hài chút xíu cho các bạn cười cho vui. Đó, lại bẻ tay tiếp. Làm gì đó, cái tay liên tục như vậy. Chắc cái này mỗi buổi sáng dậy là phải tập bay, tập nói chung cho cái tay mình nó dẻo chút xíu. Nó mới bay sơ sơ thôi đã mỏi. Thì bây giờ mình cứ sao mình thấy mình mệt luôn đó các bạn. Cứ chỉnh tới chỉnh lui mà cũng chưa xong. Thiệt. Bắt đầu vô rồi các bạn ơi. Ăn kem. Đó. Cái đoạn này mình lấy một chút xíu ở trong video đó cho các bạn xem, để mình ăn cái kem này nó béo béo chua chua. Kem này nó có rất là nhiều vị chua ở trong đó. Nó dẻo mà nó chua. Nó rất là dính miệng. Đó, nhai xong rồi làm gì? Giờ cái miệng trắng phéo như vậy biết làm gì đây? Nhìn cái máy quay phim thì nó xa quá, không có thấy được cái miệng mình nó dính như thế nào. Bây giờ lấy cái giấy chậm đi mà cũng thấy còn trắng trắng đây các bạn. Rồi, thôi lấy hai cái miệng massage để cho nó đều những cái trắng của cái kem, nó không có dính. Đó, không yên tâm, bây giờ lấy cái phone. Đâu rồi? Cái màn hình đó rồi. Quẹt lên xem, bật cái phần quay phim xem coi cái môi có bị gì không. À, rất là lo, quay phim lo đủ thứ ấy các bạn. Nhiều lúc mình ăn vô tư quá, mình để cái miệng tèm lem tút lút, thì khi quay phim xong phải chịu thôi, đâu có chỉnh sửa gì được đâu ha. Giờ làm gì đó, thiệt tình quay thiệt là lâu các bạn, cho nên khi đã làm video cho các bạn xem rồi thì phải làm liên tục, phải làm hàng tuần cái video của cái kênh Vinh Nguyễn Thị ASMR, kênh mới của mình này các bạn. Kênh này thì bây giờ có 10.500 người đăng ký nha các bạn. Thì các bạn qua xem nhớ đăng ký và ủng hộ giùm mình nha. Đó, các bạn bấm Vinh Nguyễn Thị rồi chữ A rồi chữ S chữ M rồi chữ R là ra cái kênh của mình. Các bạn xem cũng nghe âm thanh cũng vui tai lắm. Thì ở đây là mình để những âm thanh thường không có rõ, ở bên kia mình sẽ quay rõ hơn cho các bạn xem cái âm thanh của nó rất là vui ha. Bây giờ làm gì đây? Đó, mình ăn uống không có được gọn gàng lắm cho nên cứ tèm lem tút lút. Cho nên mình cũng chỉnh sửa rồi đó, nhưng mà cứ tèm lem như vậy. Nhiều bạn cứ nói cô ơi, cô lớn rồi mà sao, đâu phải con nít đâu mà cô ăn lúc nào cái môi của cô nó cũng tèm lem tút lút như vậy, cô không sửa được sao? Đó, mình đã sửa nhiều lần rồi nhưng mà cứ vậy đó. Thì sẽ cố gắng ha, cố gắng làm cho cái miệng không tèm lem nữa. Đó, lại cái máy quay phim lại phải chỉnh sửa nữa rồi. Cái này là mình đã ăn một phần rồi đó các bạn, phần trái cây, phần kem đã ăn xong rồi. Bây giờ là đến phần gì đây?
cảm ơn các bạn đã xem video này của mình nha. Các bạn qua xem kênh mới Vinh Nguyễn Thị ASMR của mình, nhớ đăng ký giùm mình và nhấn like giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Bây giờ mình sẽ tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.